Nếu các bạn đang băn khoăn làm thế nào để hoàn thiện một bộ hồ sơ xin visa đi Hàn Quốc thì video này dành cho bạn. Nếu các bạn đã tìm hiểu visa Hàn Quốc thì hẳn là các bạn cũng đã biết thông tin rằng nếu bạn đến đảo Jeju thì bạn sẽ được miễn visa, nhưng đến với những tỉnh thành phố khác thì bạn buộc phải làm visa. Trong một số trường hợp, đại nhân viên đại sứ quán còn yêu cầu bạn một lịch hẹn phỏng vấn. Thì những giấy tờ cần chuẩn bị khi làm một bộ hồ sơ như sau. Đầu tiên, bạn cần một hộ chiếu gốc còn hạn ít nhất là 6 tháng và phải còn trang trống cũng như là các trang hộ chiếu cũ nếu có. Tiếp theo là bạn phải cần phải có hai ảnh chân dung cỡ 3.5 x 4.5 và bản sao công chứng tất cả những giấy tờ cá nhân như là chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu. Tiếp theo là đơn xin cấp visa Hàn Quốc du lịch thì mình sẽ hướng dẫn bạn chi tiết điền cái đơn thông tin này. Tiếp theo là các giấy tờ chứng minh công việc, hợp đồng lao động, bảng lương. Nếu như bạn là nhân viên, còn nếu bạn là chủ doanh nghiệp thì bạn phải có giấy tờ thuế cũng như là đăng ký chủ sở hữu doanh nghiệp. Tiếp theo là chứng minh tài chính bao gồm sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sở hữu các tài sản có giá trị như là ô tô, nhà đất. Tiếp theo là bạn phải có giấy đặt vé máy bay và các khách sạn nơi ở Hàn Quốc. Nếu như bạn ở thăm nhà người thân thì đó có thể là giấy tờ về địa chỉ của người nhà của bạn. Tiếp theo là lịch trình đi du lịch tại Hàn Quốc, cụ thể ngày giờ bạn sẽ làm như thế nào, có thể là cái giấy tờ bên công ty tour du lịch cấp, hoặc là nếu như bạn không có sẵn cái này thì bạn buộc cần phải nhờ sự giúp đỡ của các cái công ty du lịch và công ty tư vấn visa như bên mình. Thì bên mình nhận hỗ trợ các bạn các giấy tờ này nếu như các bạn không thể hoàn thiện tự một mình được hoặc là cái khả năng tiếng Anh còn hạn chế. Chi tiết tiền đơn đề khai, cái tờ khai xin visa Hàn Quốc thì ngôn ngữ chính của nó là tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Vì thế về các nội dung điền, nếu bạn không biết tiếng Hàn thì khi mà bạn biết tiếng Anh thì đấy là một lợi thế rất là lớn, bởi vì không những Hàn Quốc mà còn Nhật Bản, các nước châu Âu, Pháp, mình đã làm giấy tờ cho bản thân mình cũng như là các khách hàng của mình thì các tài liệu này đều được viết bằng tiếng Anh. Thì cụ thể như thế nào? Đây là một cái file mình lấy từ trang web của đại sứ quán luôn. Nó sẽ có tên đầu dòng bằng tiếng Hàn đúng không? Sau đó là dịch lại bằng tiếng Anh. Nó sẽ tương ứng như thế tiếng Pháp và ở dưới là tiếng Anh nếu như bạn nộp đơn visa sanction đi châu Âu. Đầu tiên, bạn cần chú ý là người ta hướng dẫn làm thế nào điền cái form này. Bạn cần phải điền form này hoàn toàn đầy đủ và chính xác. Các ký tự phải được viết hoa ở bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Đối với những câu hỏi có nhiều lựa chọn phải tích dấu V. Nếu cái mục khác thì phải thêm thông tin vào cái khoảng trống ở phía dưới. Cụ thể như thế nào? Ở đây là nó có khoảng trống này, cái tên của bạn sẽ đánh vào đây là ví dụ như là Đinh. Mình đánh lại nhé. Đầu tiên nó sẽ là khoảng trống như này đúng không? Bạn sẽ đánh tên của mình vào. Đinh. Tên của bạn. Given name là tên, gồm cả đệm và họ. Bạn phải viết hoa và không dấu. Tiếp theo là mục giới tính. Đây là đầu tiên nó sẽ trống như này. Thì mục bạn phải copy cái dấu giống như mẫu như này, bạn tích vào đây. Ctrl V bạn paste vào. Bạn viết ngày sinh, tháng, năm sinh là đây, những cái nhỏ nhỏ như này bạn cần phải chú ý này. Tức là nó viết năm trước, sau đến tháng, sau đến ngày, chứ không phải là nó viết theo trật tự thông thường là ngày, tháng, năm. Và ví dụ tháng là tháng 09 thì bạn phải viết số 0 vào trước, bởi vì mặc định của nó là hai số, chứ không phải là viết mỗi số 9 là được nhé. Rồi, các thông tin liên tục bạn điền như vậy thôi. Quốc tịch, năm sinh, National Identity Number, số chứng minh thư nhân dân. Các thông tin khác, các cái trang mà có chữ là For Official Use Only, tức là chỉ có nhân viên đại sứ quán người ta viết vào đây thôi, mình sẽ không được viết vào đây. Một trang trống, sau đó đến các cái thông tin liên quan này, thông tin passport, hộ chiếu của bạn này, các thông tin liên lạc này, liên lạc ở tại nơi bạn sống ở Việt Nam, hay là thông tin liên lạc khẩn cấp này, tình trạng hôn nhân này. Lại một trang trống nữa, sau đó đến phần giáo dục, nền tảng giáo dục của bạn, cái chuyên môn của bạn này, bằng cấp 2, bằng đại học này. Employment là cái tình trạng công việc của bạn như thế nào. Nếu như mà có người nhà hỗ trợ, người thân hỗ trợ và bảo trợ thì bạn sẽ điền vào mục này chi tiết về thông tin của người bảo trợ hay là của công ty. Nếu mà trường hợp công ty thì bạn phải có cái giấy đăng ký của công ty điền vào đây. Tiếp theo là chi tiết của chuyến đi, mục đích là gì.
điều trị bệnh hay là để tham quan, du lịch hay là về để ngoại giao, công việc của những người nhà nước. Funding details. Cụ thể ở phần này người ta sẽ hỏi bạn là các cái chi phí dành cho chuyến đi tính bằng đô la. Ai sẽ là người trả cho cái chi phí đấy? Có phải là công ty của bạn không hay cá nhân nào khác hay chính bạn, bạn sẽ điền vào đây. Tiếp theo hỏi về cái điền form là bạn có cần cái sự hỗ trợ của ai không? Đó thì rất là nhiều người không có khả năng tiếng Anh hay tất nhiên là cũng không biết tiếng Hàn nữa thì họ cần dùng dịch vụ ở những công ty như bên mình. Thì bên mình hỗ trợ làm sao cho nhanh nhất và hoàn thiện hồ sơ chính xác nhất cho bạn. Nhận được hồ sơ visa rất nhanh chóng và giá hạt rẻ. Và đảm bảo được việc cho các bạn. Đấy, toàn bộ cái visa, cái thông tin nó chỉ cần điền như này, nó rất là nhỏ gọn nhưng mà nó cần rất là nhiều kỹ năng tổng hợp. Các cái tài liệu giấy tờ của bạn nó cần phải được chuẩn bị sẵn sàng. Thì đây là các cái chi tiết thông tin khác mình cần lưu ý cho các bạn. Ở đây là ảnh dán vào đơn xin cấp visa bạn cũng cần phải chuẩn bị. Đó là kích thước ảnh chuẩn là 3,5 x 4,5 mm hoặc cũng có thể dùng ảnh 3 x 4. Bạn phải chụp trên nền trắng giống như là chụp ảnh hộ chiếu á. Tổng kết lại, những cái giấy tờ bạn cần chuẩn bị thì mình sẽ để lại trong bình luận và comment chi tiết này hoặc bạn có thể tua lại cái video này để xem. Tiếp theo là bạn phải điền chi tiết vào cái form của đại sứ quán cấp. Dựa trên cái bộ hồ sơ này, đại sứ quán sẽ quyết định xem là bạn có được cấp visa hay không hay là cần một cuộc phỏng vấn nữa để được cấp visa. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và nếu các bạn có câu hỏi gì hãy cứ bình luận dưới đây. Còn nếu các bạn gặp khó khăn trong vấn đề ngoại ngữ hay chuẩn bị bộ hồ sơ thì hãy cứ liên lạc với bên mình sẵn sàng có dịch vụ nhanh nhất và chi phí tối ưu nhất cho các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.